các bạn quan sát, đây là cổng chính. Cổng chính dẫn vào ngôi nhà, cổng bằng inox, dậu cũng bằng inox luôn. Cổng và dậu bằng inox. Đây, tổng cảnh ngôi nhà. Nguyên cái sân phía đằng trước này cũng vào chiều sâu khoảng 20 mét. Cái nhà này view rất là đẹp, tầm nhìn tương đối là rộng. Như các bạn quan sát, nguyên một khoảng sân rất là rộng. Khoảng sân này cũng phải đến hàng trăm mét vuông. Sau đó mới dẫn vào đến ngôi nhà, rất bề thế. Đây là mặt phía trước, mà còn mặt ở bên hông nữa. Mình sẽ view cho các bạn xem cái mặt ở bên hông. Đây là mặt ở bên hông, mặt phía trước, mặt bên hông, hai mặt. Đây các bạn quan sát thấy. Bây giờ mình sẽ tiến vào trong ngôi nhà. Phía bên tay trái là của mình là hệ thống buồng, phía bên tay phải là phòng khách. Mình đang tiến thẳng vào phòng khách. Các bạn quan sát hệ thống hiên, nhà hộp, mái thái, hai hiên ở phía trước. Mình sẽ tiến thẳng vào phòng khách. Bậc tam cấp đi lên đây ạ. Đây là hiên ở phía trước của phòng khách này. Đó. Phía bên ngoài là cửa gỗ chống trộm, phía bên trong là một cửa kính. Mời các bạn đi vào trong nhà nhé. Rồi, các bạn quan sát ở phía phòng khách rất là rộng. Cái này nhà mình là chiều dài là bao nhiêu bác nhỉ? Vâng, chiều dài là hơn 12 mét, còn chiều ngang là bao nhiêu bác nhỉ? 8m7. Chiều dài là 12m2, chiều ngang là 8m7 như các bạn đang quan sát. Phòng khách này mình sẽ quan sát thẳng vào phía phòng ăn ở bên trong. Phòng ăn ở bên trong, các bạn quan sát đấy. Đây là các bạn quan sát cái phòng khách này. Một cửa sổ ở bên phía bên tay phải của mình này. Phòng khách đây. Chia làm 3 ô, các bạn quan sát nhá. Một ô quạt trần này là phía ngoài cùng này. Một ô đèn chùm phía giữa và ô phía trong cùng là phía của phòng ăn. Cái chiều ngang của cái phòng khách này thì được bao nhiêu bác nhỉ? 4m2. Chiều ngang của phòng khách này là 4m2. Và chiều sâu, và bác bật điện cho cháu tí. Chiều sâu là vào 12m2. Tức là nguyên cái phòng này là vào đi nguyên cái phòng này là vào đi 50m. Cả khu vực của phòng ăn này là vào 50m. Phía bên tay trái của mình đây là cầu thang. Cầu thang đi lên, tí nữa thì mình sẽ đi lên và đi thăm các cái buồng, các phòng. Hệ thống cột lồi ở đây thì nhà ông chủ ốp bằng gỗ tự nhiên, rất là đẹp. Và đây hệ thống phòng ăn. Hệ thống phòng ăn này. Nhà này thì được khánh thành vào năm 2017, cuối năm 2017. Hệ thống phòng ăn rất là rộng. Hệ thống phòng ăn và một nhà vệ sinh phía trong cùng. Hệ thống phòng ăn và nhà vệ sinh phía trong cùng. Các bạn quan sát. Đây là nhà vệ sinh. Wow, rất rộng rãi và đẹp, tiện nghi, sang trọng. Các bạn quan sát thấy. Rồi, tiếp tục mình sẽ đi thăm các phòng. Đây là phòng ăn, các bạn quan sát phòng ăn tương đối là rộng. Có một cửa thoát hiểm ở phía sau, cũng là cửa đi ra phía sau để sinh hoạt về đây, cửa đi ra phía sau đây các bạn quan sát đây. Về sinh hoạt, về thực phẩm các thứ thì nếu chế biến thì có lán ở phía sau nữa, rất là rộng. Có lán ở phía sau đây ạ. Lán thông thủy ở phía sau đây. Cửa thoát hiểm phía sau. Rất là rộng. Phía sau nhà ông bà chủ còn rất nhiều đất. Đất rất là rộng. Bây giờ mình sẽ tham quan một cái buồng đầu tiên ở dưới phòng dưới tầng 1. Cái buồng này là nằm song song với phòng khách, nằm bên cạnh phòng khách, một chiếc buồng. Một cái buồng rất là rộng. Buồng tương đối là rộng, buồng này khoảng 25 mét vuông. Buồng này cũng phải khoảng 20-25 mét vuông. Các bạn quan sát một cái buồng rất là rộng. Một cái tủ, bộ giường, tủ. Đây, cầu thang. Rồi mình sẽ đi lên cầu thang, đi lên cầu thang, đi lên.
Các bạn sẽ đi lên cầu thang nha, lên cầu thang tầng trên nha. Nhịp cầu thang này rất rộng. Nhịp cầu thang này tương đối là rộng. Đây, các bạn từ cầu thang quan sát trong phòng khách. Không gian cực kỳ thoáng đãng. Bác ơi, cho con hỏi cái ô của cầu thang này nó là 2 mét mấy, 3 mét hả bác? 3 mét đinh 3. Gần bằng một cái lòng nhà. 3 mét đinh 3 các bạn, bằng một cái lòng nhà. Cái ô bía này là cái trần của nhà tắm hả bác? Đúng rồi. Đây là cái ô bía này của cái trần nhà tắm này. Để làm kho này, chứa đồ. Và để làm kho chứa đồ. Tức là cái trần nhà tắm ở phía dưới đấy. Làm cái kho chứa đồ đây. Và kho chứa đồ. À, các bạn quan sát thông minh nhỉ, cái bình nóng lạnh để hẳn trên này luôn. Có vấn đề gì thì sửa chữa dễ đúng không? Là an toàn. Cái kho chứa đồ đây, các bạn quan sát. Thì cái kho này là nhà tắm, của nhà tắm. Đây cũng có thể là một cái buồng được. Rất là rộng ở trên nhà tắm, rất là rộng. Các bạn đi lên tầng trên. Và cái cầu thang này, cái chiều ngang cái cầu thang này là bao nhiêu nhỉ? Cái nhịp của cái chân lên này này. Cái chân này và cái chân của cầu thang này này. Nó phải là mét mấy nhỉ? Phải mét 3. Mét 3. Vâng, khoảng mét 3. Mét 3 là quá khổ, tương đối là rộng. Bình thường các nhà khác thì chỉ khoảng mét 1. Nhà này tương đối là rộng. Cái phòng đầu tiên đối diện cầu thang là phòng thờ. Phòng đầu tiên đối diện cầu thang là phòng thờ. Rồi mình sẽ đi sang phía bên tay phải trước. Phía bên tay phải, phía mặt tiền. Phía mặt tiền đầu tiên là một cái phòng khách, một cái phòng buồng cũng rất là đẹp, mê ly luôn. Hệ thống ánh sáng rất là đẹp. Trần này bằng thạch cao hết bác nhỉ? Trần bằng thạch cao. Hệ thống đèn điện rất là đẹp. Buồng này thì hiện giờ là cũng chưa có người. Nhà rộng quá, nhà ông bà chủ quá rộng. Đấy, phòng khách, xin lỗi các bạn, là một cái phòng buồng. Đối diện bên trên chốc cái buồng ở phía dưới. Đây tiếp tục là một cái phòng nữa ở bên trên của phòng khách. Phòng này thì có người. Phòng này có người sinh hoạt. Rất rộng. Đây, quan sát ở phía hiên tầng 2. Đây là hiên tầng 2 các bạn. Hiên của tầng 2 nhá. Đây là hiên của tầng 2. Mình sẽ quan sát ở phía cổng bên ngoài. Các bạn sẽ nhìn thấy cổng. Một không gian cực kỳ rộng luôn. Các bạn trông chưa ạ? View rất là đẹp. View rất là đẹp. Mình sẽ đi tham quan tiếp các phòng. Hệ thống cửa thì toàn bằng cửa hộc gỗ cả. Cửa hộc gỗ ốp viền. Tiếp theo mình sẽ đi thăm phía bên đằng sau. Này là mình đổ máy bằng xong bên trên lại làm lập ngói luôn bác nhỉ? Máy chéo. Bằng máy chéo. Vâng. Cái không dưới này là máy bằng hay là mình chỉ làm nguyên trần? Nguyên trần thạch cao. Vâng. Tức là mình đổ máy chéo, dán ngói. Ở phía dưới là làm trần thạch cao. Bên này thì có một buồng. Mình sẽ xem cái buồng trước. Một cái buồng. Bên này một buồng. Hai cái buồng này ưu điểm rất là hay. Trông thì bé nhưng vào trong thì lại rộng. Nó lồi ra. Lồi ra phía trong này rất là rộng. Hệ thống điện rất là đẹp. Đều bằng trần thạch cao hết. Như các bạn quan sát. Phía bên tay trái của mình đây là một cái phòng vệ sinh của tầng 2. Phòng vệ sinh của tầng 2. Và một cái phòng vệ sinh của tầng 2. Nội thất của nhà vệ sinh tương đối là đẹp. Nội thất và thiết kế rất là đẹp. Không gian sinh vừa vặn. Ngoài này là một cái sân phơi. Một cái vòm sân phơi. Và đây, để đặt máy giặt và sân phơi. Tức là đầy đủ các tính năng về sinh hoạt cũng như là giặt rũ phơi phóng. Và hai tầng một tum như các bạn quan sát. Rồi mình sẽ đi xuống phòng khách một chút. Đây các bạn quan sát. Đây là phòng thờ. Và đi xuống phía dưới cầu thang này. Quay xuống phía dưới cầu thang cho các bạn xem. Cầu thang đó. Và nhịp cầu thang này là vào 3 mét. Hai nhịp là cái ô này, cầu thang này là vào 3 mét 3. Rất là rộng. Rồi mời các bạn cùng xuống phòng khách. Các bạn xem thấy hay nhớ like, đăng ký, ủng hộ và chia sẻ cho kênh của mình các bạn nha.